Các bạn ơi, các bạn hãy cùng tôi xem. Tôi đã nhờ chú Thuận test thử cái cây của một bác ở bên Thái Nguyên này. Các bạn cùng quan sát nhé. Lần này chúng ta sẽ không bắn bia nữa mà chúng ta sẽ bắn lon coca. Đó. Đây là cái lon coca này. Cùng lon coca trước, bắn 20 mét. Sau đó đến bắn trứng, mua trứng. Và bây giờ chú Thuận chú sẽ đi test thử các bạn nhé. Còn đây là những cái tên để bắn. Tên này tên do chú Thuận vọt nhá. Để chú Thuận bắn 20 mét bắn quả trứng này các bạn. Cái này nó chỉ là trò chơi, gần như là quả trứng bé tí ở bên tận bên kia không nhìn thấy các bạn ơi. Bắn này hơi bị khó đấy nhỉ. Lát luôn quả trứng các bạn ạ. Sợ thật. Cao thủ. Góc này là đúng nữa. Vỡ quả trứng nha, 20 mét. Đây, chú Thuận đứng ở tận đầu bên kia kìa. Bây giờ sẽ chuyển sang bắn lon bia. Lon bia này thì nó mục tiêu nó to hơn một tí các bạn. À, lon coca nhá. Quay đầu này. Chú nhìn rõ cái màu đỏ này. Được rồi chú ơi. Ui giời. Đấy, thế được chưa? Thế thôi. Không hết tiền. Không hết tiền. Đấy, món bia này, đây. Đưa lên dưới tiền để xem. Tan luôn. Đấy. Đấy, lúc mình đúng đặt chỗ này nhá. Lúc 20 mét chú Thuận bắn vỡ luôn.